này, bật nhau rồi. Đấy rồi. Không được. Vừa rồi là tình huống dứt điểm hơi đáng tiếc của thắng Tevez. Rồi rất rõ ràng để thắng Tevez có được bàn mở tỷ số. Trước đó có thể đến pha đi bóng của Văn Quyết, sau đó là tình huống chuyền bóng của Nguyễn Hưng. Áp dần. Và chuyền bóng của Văn Quyết, sau đó là tình huống vẩy chân của Nguyễn Hưng. Đáng tiếc là rất kéo Nguyễn Hưng khá tốt, quá vụng về của Ngọc Sơn. Quay Văn Tuyên không hợp lý một chút nào, phản công điểm, đó là Phan Lạc Quyền. Một pha đi bóng có thể nói là rất hay của Văn Quyết. Các cầu thủ Gia Việt đang rất khẩn trương, chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một pha nỗ lực cứu thua tuyệt vời